Chào các bạn nhé. Chiếc bình siêu tốc với thương hiệu Sunhouse này, với cái lỗi mà mình sắp chuẩn bị sửa ấy, đó là cái bác gái ở trong nàng nói là bật nó lên như này này thì nó chưa sổi, nó đang nhẹ nhàng nó lại tắt rồi. Chưa sổi nó đang đã tắt rồi. Mình cảm giác như cái này nó rất là nhẹ luôn. Có lẽ là do họ dùng quá lâu năm nên phần cơ của nó có vấn đề nhá. Tức là họ bật lên là nhiều khi bật phải giữ thật mạnh thì giữ được. Đó, nhưng mà nó sủi kiểu như sủi nó rung rung ấy, cái thì nó đã ngắt rồi. À nó réo rung rung chưa kịp. Thế nhiều khi bác ấy bảo ấy, bác gái này bác bảo ấy nếu phải giữ đây bây giờ nó sủi thì mới được. Đấy, nên video này mình sẽ sửa nó và chúng ta sẽ tham khảo một chiếc bình siêu tốc loại đắt tiền chứ không phải loại mình gọi là loại quốc dân. Thì là tại sao nó lại bền như vậy nhá? Họ bảo dùng đến 5 hay 7 năm nay rồi. Thương hiệu Sunhouse nhá. Và với giá mua hồi đấy thấy bác gái bác bảo ấy mua là bác trai mua với giá là hơn 400k nhé, hơn 400.000 chứ không phải là chứ có 120 hay 180 vân vân đâu các bạn ạ. Nó ghi là 1800W này, mua đen như thế này nhá. Ấm siêu tốc E-Lock 2 lớp Sunhouse, xuất xứ Trung Quốc, chi là to tướng tưởng tượng luôn nhá. Mọi người nhá. Đây là một chiếc ấm siêu tốc nó gọi là tiền lào của đấy. Thì nó xịn. Nên do đó nó bền, chúng ta sẽ thể hiểu này. Đến cái đế này này, nó có một cái lớp cao su này. Mục đích của nó là chắn bụi rơi hoặc là vật linh tinh rơi vào trong khay này trong rồi nhá. Để khi chúng ta đặt cái kia xuống ấy, thì nó sẽ lén xuống như này này. Đó. Nó lén xuống như này nó mới hở ra cho chúng ta được ấy, là một cái mặt dẫn điện, một mặt tiếp điện ở đây và một mặt tiếp điện bên trong. Và ở giữa thì nó là tiếp điện nhá. Chúng ta sẽ thấy nhá. Đấy, nó có hai cái trắng hai cái bên đấy. Là trắng bên ngoài, trắng bên trong này. Tóm lại là nó xịn từ bản thân là cái đế nó đã xịn rồi. Và đây chúng ta sẽ nhìn này. Là cái ở giữa thì là cái tiếp điện rồi, không nói thì đây là cái tiếp cho một cực điện, tiếp cho một cực điện nữa. Đó là hai cực điện đấy. Chúng ta thấy đồ xịn ngày xưa đồ xịn đấy nó sẽ chất như thế nào. Nó ghi là 10A 250V cái đế này nhá. Với nhựa gì đây này? Biểu tượng của nhựa đấy, mình nhớ đấy, PP hay là PA gì đấy, nhựa chịu nhiệt hay nhựa gì đấy các bạn ạ. Còn bây giờ chúng ta khám phá nó một chút nha, bắt đầu mình cũng tháo ra để mình sửa nó mà. Và chúng ta sẽ nhìn này, họ mua họ dùng lâu rồi, không biết là như nhà mình thì cái ổ điện nhà mình ấy thì là mình cứ cắm nó mãi thì chả bao giờ mình thâu rút nó ra cả. Nhưng có lẽ là do cái môi trường của người ta là cái phích ổ điện ấy có thể các bạn sẽ rút ra để cắm cái thiết bị nào khác chẳng hạn. Nên họ rút ra rút vào nhiều này, mài mòn hết hai bên này. Chúng ta sẽ nhìn thấy mài mòn không? Tức là nó đã dùng rất lâu rồi và rút ra rút vào nhiều nó tạo một lớp mòn của lớp đồng này. Đây là đồng nhá, đồng đỏ to bự nhá. Chứ không phải nhôm đâu nhá. Đó là cái tiết kiệm dây của nó quá là xịn luôn. Mình không khen nó đâu nhưng mà mình sửa, quê mình sửa những cái bình siêu tốc rẻ tiền nhiều. Nó chả ăn cái thể thống gì và mình có sửa, mình có nói cho người ta sửa nó cũng chả về đâu bác ạ. Bởi vì bản thân nó thiết kế không bền. Như cái này đấy, họ dùng đến 5 năm rồi hay là 7 năm rồi, không nhớ. Đây này, sản xuất năm 2017 này các bạn. Nó rõ luôn đây này, họ nói có dối đâu mà nhá. Họ bảo mình là 5 hay 7 năm rồi ấy. 2017 này, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 năm rồi còn gì nữa các bạn. Thế mà hôm nay mình đem đi sửa đấy các bạn ạ. Nhưng mà là sao lại mất một con ốc nhỉ? À mình vừa tháo ra rồi. Chán thật đấy kìa. Đúng là một buổi trưa bất ổn. Gọi là buổi trưa bất ổn các bạn ạ. Ôi dồi, nước chảy ghê quá. Chúng ta thấy nó chất. Trong này nó có hai con dơ lê, đường dơ le của ấy cơ, bảo vệ khi cạn nước cơ các bạn nha. Khi cạn nước mà không ngắt được ấy, nó ngắt được đây. Mình thấy cái nhíp đồng nó rất là to luôn mọi người ạ. 220V này. Một 1800W, giả sử là điện áp nhà các bạn mà khỏe là 230V ấy, thì nó có thể lên đến 2000W nhé. Còn nhà các bạn điện yếu có 200V ấy, thì có thể nó chỉ là 1400 hoặc 1500W thôi các bạn nhé, sẽ hiểu như vậy nhé. Còn hai cái dây này là hai cái dây nó sẽ đi lên công tắc
nhá. Hai dây này, một cực điện này đã đến sẵn đầu dây may so rồi, một cực điện khác nó sẽ đi lên công tắc, và công tắc ấn ấy, thì nó sẽ đi xuống dưới này và nó tính cái đầu dây may so nữa thì sẽ sinh nhiệt, và song song với dây may so nó sẽ có bóng kiểu gì bên trong, nó có điện trở nhá, để báo đỏ cho mọi người biết được là đã có nguồn cấp nhá. Còn bây giờ mình sẽ lắp cái cụm này lại, chỗ này chỉ cho mọi người chiêm ngưỡng nó thôi. Đã lắp cái dưới lại này, và do ba gái này, ba cái đút vào túi ni lông, chắc là trong vẫn còn nước nên bác để trong túi, nó ướt hết cả túi kìa, nó chảy ra, nước nó chảy rồi thôi, khô là sẽ hết rồi các bạn nhá. Thì đây này, chúng ta sẽ đây cái nút này ấn này để nhả cho nước vào. Lò xo inox nên bao năm nó không hơi nước, nó không hề dỉ được luôn nhá. Như vậy là mình thấy là cái loại này xịn thật. Đây này, nghĩ cách tháo cái này ra, mình chưa biết cách tháo. Lựa nhìn lẫy nó ra các bạn nhé. Mình đang có ý định là mình tháo ra, mình sẽ không thay cả cái cây này đâu, mình chỉ thay mỗi cái lá kim loại phía dưới thôi các bạn ạ. Như này này không nhảy lắm này. Tóm lại hoặc là chúng ta có thể thay trực tiếp cái công tắc này nhé. Công tắc này mình hay mua cái công tắc màu trắng này thì nó sẽ bền hơn nhé, cái công tắc màu đen. Đây là công tắc màu trắng, mình vừa mới trước cái video này thì mình cũng vừa sửa cái bình siêu tốc này. Bình siêu tốc này thì bình siêu tốc dòng rẻ tiền quốc dân nhá, thì nó hỏng cái công tắc thôi. Thì mình vừa thay công tắc trắng vào đây đấy các bạn ạ. Vì mình thay vào mình nắp ấy, mình cảm giác như nó bị chạm đây sẽ không nhảy được, nên mình còn phải cắt cái này đi này. Khi mình nắp phần cơ khí nó không chuẩn đấy các bạn ạ. Và đây là cái công tắc zin của nó này, công tắc zin của nó lâu năm nó sẽ cháy như này. Đấy, cái công tắc này sẽ ít bị chảy hơn như thế các bạn ạ. Mình còn có cái trò, mình còn hàn cục đồng to bự ở đây. Đó, để cho nó giữ chặt hơn và tản nhiệt cho công tắc cơ các bạn nhé. Đây mình đang có ý định là mình lấy đúng cái này thôi, cái hỏng này thôi, để mình thay cho cái màu đỏ của bác gái kìa. Đó, mình đang nghi ngờ là lỗi đấy, để phải tận dụng cái vứt đi chứ các bạn. Và chúng ta có thể thay cả cái mới cũng được, cũng ok nhá mọi người nhá. Đây cái mới đây này. Đây này, con này nó cũng inox inox này, thì nó có gì đâu, con kia còn cạy mãi nó mới ra được. Phải dùng màu hàn nhiệt vào bắt đầu mới cạy ra được, bởi vì nó dỉ mất hết lớp đầu. Đấy, ốc ấy. Chúng ta đây cái đồ mình gọi là đồ xịn thì nó sẽ khác. Ôi, cái này là màu đen mới dã man này các bạn này. Nó màu đen hay là nó sơn nhỉ các bạn nhỉ? Nó sơn hay sao nhỉ các bạn? Nước nó cũng hơi nước, nó cũng bốc vào trong này thôi. Nó có một cái lỗ này nó sẽ đi vào trong này thôi các bạn nhé. Nhưng mà nó lâu năm đấy, chúng ta thấy nó chất liệu nó tốt và nó không bị xỉn dỉ gì luôn mọi người ạ. Để mình tháo hẳn con này ra để cho mình bên trong nhìn bên trong tiếp điểm nhá. Nhiều khi đồ xịn này chúng ta sửa là nó còn bền hơn đồ thay các bạn ạ. Đấy nhá, để xuống đây nhá. Zoom gần lên cho mọi người nhìn thấy nó nhá. Nó ghi là 13 250V nhá. Nhưng mà 1008 thì ăn tầm khoảng 7A, hơn 7A đấy các bạn ạ. Đây cũng 10A này. Con này thì nó ghi chỉ 10A thôi. Nó nhỏ hơn, ghi đây này. Thì để tháo cái này ra thì mình hay có cái trò là mình cứ rút cái này ra này. Đấy, xong rút lốt bên này nữa thì nó sẽ ra được. Đấy, như vậy là lâu lắm nó xỉn như này. Chúng ta thấy đấy, nó hở dã man không này. Nó hở này, nhìn cái tiết điểm nó lâu lắm nó đánh nửa này các bạn này. Ác chưa. Thôi, thay cái mới nhá. Thay cái mới cho người ta luôn. Và lắp chuẩn luôn nhá mọi người nhá. Đấy, lắp đúng luôn. Ừ, không được. Có sự khác lạ. Không, nó vừa của nó mà mọi người. Đúng nó vừa luôn đấy, đúng nó luôn. Đấy, nó sẽ chặt hẳn hẳn này. Bắt đầu mọi người không nhìn được. Đó, ok nhá. Mình đoán là cái công tắc mình thay này nó cũng sẽ không thể xịn ngon bằng cái công tắc zin bản của nó đâu các bạn ạ. Nhưng mà nó sẽ còn ngon hơn những cái công tắc mà chúng ta mua lại đều, lại đen đen đều đều ấy các bạn ạ. Nên các bạn mua công tắc này mình chỉ mua ở shopper thôi. Các bạn mua thì các bạn nên để ý. À, cái công tắc này mình mua của bạn Hà Minh Thu các bạn ạ. Các bạn ở shopper họ sẽ bán cả loại rẻ loại đắt.
chúng ta cứ tham một vài nghìn mua lại rẻ thì nó sẽ không ăn thua đâu nhé mọi người nhé. Chúng ta nhìn chọn cái kiểu dáng như nào ấy. Cái loại đen đen này thì nó đẻo lắm các bạn ạ, mình đã từng mua mình dùng mình biết. Nên xem cái này theo con này nó là bằng đồng không đấy, bằng đồng nhá chứ không phải mạ mạ đâu nhá. Khi mà cái bình siêu tốc của chúng ta ấy, mà công suất của nó tận 1800W chứ không phải 1500, 1400 ấy, thì là cái dòng chảy qua cái công tắc này nó lớn, thì chúng ta thay cái đẻo vào thì rất là nhanh hỏng. Chúng ta thay cái xịn vào cái công suất nhỏ ấy. Cái đấy như mình thay cái xịn vào cái công suất nhỏ này, cái này công suất nó nhỏ hơn nhá, thì kiểu gì là công tắc nó sẽ rất là bền các bạn ạ. Còn đang thay cái này vào thì đang khai thác là công suất cao hơn cái kia kìa, nên cái công tắc này thay vào cho cái bình siêu tốc này nó sẽ không bền bằng cái công tắc vẫn công tắc này thay cho cái bình siêu tốc này, bởi có bình siêu tốc này công suất nó nhỏ hơn rồi. Tí mình sẽ test cho mọi người hai cái mọi người sẽ biết. Còn bây giờ mình sẽ lắp lại đã. Mà lắp lại thì nó chỉ thế này thôi chứ có cái gì nữa đâu mà. Thế thôi chứ có cái gì đâu. Đó. Nó nặng hơn hẳn nhá. Nhưng không như cái động cái nó đã rơi mất rồi. Thế là xong rồi. Đấy. Đó, nó phải nặng như thế cơ các bạn ạ. Như vừa nãy này nó nhẹ cái đã tuột rồi. Cái ban của nó là công tắc hỏng mòn theo thời gian, nó đánh lửa nhiều và nó bị hỏng cái này này, mình định thay cái này đấy. Nhưng mình thấy cái tiết điểm nó lát quá rồi, thôi mình thay luôn cho người ta nhé. Và cái này vẫn tận giữ để tận dụng. Có khi sửa xong vẫn dùng bền hơn những cái khác. Và bây giờ chúng ta sẽ tham khảo công suất của nó này. Ôi giời, rơi quả thiếc. Giờ này có hai quận thiếc mà cứ vứt đây, cứ trả nhặt quận kia lại lấy quận khác. Chúng ta nhìn nhá, nó sẽ có một cái đèn đỏ ở đây này. Đó, đèn đỏ này, và chúng ta sẽ nhìn ăn 7A này. Ở 201 nhá, tương đương 1500W này các bạn nhá. Nếu mà 220 thì có khả năng nó sẽ lên đến 1800 thật nhá. Hoặc là nó cũng thấp hơn một chút thì mình không rõ. Đó. Còn đây vẫn công tắc đấy, mình thay cho cái ấm này. Được nhìn hai rồi sao ấy. Ấy nó kêu tạch tạch. Nó tách cái quá nhiệt bên trong đấy. À cái dơ le cạn ấy, mình bật công tắc ấy, bật tí cho mọi người nhìn nhá. Con này chỉ có 1300 thôi, nó nhỏ hơn mà các bạn nhá. Con kia nó lớn hơn. Khi nó lớn hơn thì là thời gian nó sủi sẽ nhanh hơn các bạn ạ. Đó, qua video chúng ta là tham khảo chả sửa chữa rất là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta tham khảo đồ đắt tiền tiền là của đấy nó như thế nào nhá. Đồ xịn thì bao giờ người ta cũng dùng sẽ bền hơn mà, và tất nhiên là bền còn phụ thuộc vào người dùng. Đơn giản nhất như người dùng mà cứ lấu suốt ngày trào nước vào trong này sủi trào, đáng nhẽ là lấu nó chỉ cho nước đến đây thôi để khi nó lở lên đến đây được, nhưng người ta cứ cho đầy đến tận đây này. Bởi vì mình thấy có một cái nhược điểm của bình siêu tốc ấy, đó là họ phải cho thật đầy lên như này thì khi sủi họ mới đổ vào phích, đủ một cái phích nước, phích phổ thông nhá, cái phích tích nước nóng ấy. Nhưng họ để đầy thì là họ không đầy cái phích, nên do đó họ toàn đầu nó đầy lên dẫn tới nó cứ trào nước vào phần điện này rồi là hỏng. Hoặc như người ta nhà hàng hoặc người ta quán ăn chẳng hạn, người ta nấu liên tục, người ta vừa nấu xong cái nó chưa kịp nguội mọi thứ cái người ta lại nấu tiếp, rồi nấu hàng 5-6 siêu liền một lúc chẳng hạn thì nó cũng sẽ nhanh hỏng nha các bạn nhá. Thôi, chào tất cả các bạn.